sự thật không thể chối cãi trong chiến thắng của Man United trước Newcastle. Kieran Trippier thực sự đẳng cấp. Anh là cầu thủ chơi tốt nhất bên FC Tân Thành. Mặc dù anh chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng lại có những đường bóng nguy hiểm lên trên cho các đồng đội. Thứ hai, Lisandro Martinez vừa hay, vừa lăng xả, nhưng cũng rất lém lịnh. Marcus Rashford đang ở trạng thái chạm bóng là thấy nguy hiểm cho hàng hậu vệ của đối phương. Thứ tư, Van Vecchio xứng đáng có được một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng Gabriel thực sự là quá xuất sắc. Và cuối cùng, Casemiro chính là ông chủ tuyến giữa của Man United. Anh có mặt trên mọi điểm nóng trong trận đấu, đánh dặn xuất sắc cũng như là cầu thủ mở tỷ số cho Man United.